Để đăng ký học phần online, đầu tiên bạn đăng nhập hệ thống EduShop Web tại tên miền online.vanlanuni.edu.vn bằng mã sinh viên. Mật khẩu đăng nhập lần đầu là ngày tháng năm sinh của bạn. Ví dụ, bạn sinh ngày 31 tháng 12 năm 2000 thì mật khẩu là 3112-2000. Sau đó hãy thay đổi mật khẩu cho những lần đăng nhập kế tiếp. Bước 2, chọn đăng ký môn học trên thanh công cụ. Màn hình thể hiện bảng danh mục các môn học có trong học kỳ, bao gồm mã môn học, tên môn học, nhóm môn học và thời khóa biểu chi tiết cho môn học đó. Hãy lưu ý sĩ số nhóm môn học và số chỗ trống còn lại ở mỗi nhóm trong cột bên dưới. Click vào môn cần chọn để đăng ký. Hoặc sử dụng công cụ tìm kiếm bằng mã môn học để lọc nhanh môn học cần đăng ký. Bạn sẽ nhận được thông tin cảnh báo nếu các môn đăng ký trùng nhau, môn học không được mở cho khoa bạn hoặc sĩ số lớp học đã đầy. Lúc này, bạn phải chọn lớp học khác có trong danh mục hiển thị. Bước 3. Lưu đăng ký. Kiểm tra các môn học đã chọn. Hãy chắc chắn rằng những môn học bạn chọn được liệt kê trong bảng thông tin dưới đây. Sau đó nhấp Lưu đăng ký. Nếu có môn học đăng ký sai, click chọn môn học đó và xóa chúng. Trường hợp bạn không thể đăng ký do lớp học đã hết chỗ hoặc muốn đăng ký môn học không có trong học kỳ, đừng bỏ qua cơ hội giữ chỗ tại đây bằng cách nhập mã môn học và lưu đăng ký.